chúng tôi ạ, để chúng ta bắt đầu buổi tiệc vui ngày hôm nay. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý tu sĩ, quý tù viên trưởng, quý ông bà và tất cả các bạn trẻ của cộng đoàn công giáo của chúng ta tại San Antonio, chúng tôi rất hân hạnh là tiếng nói đầu tiên của ban tổ chức buổi vui ngày hôm nay xin gửi đến quý vị lời chào thân ái nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất đặc biệt cho cộng đoàn của chúng ta, vì chúng ta tụ họp nơi đây để nói lên tâm tình tri ân của chúng ta với cha quản nhiệm kỷ niệm ngày 20 năm ngài được thụ phong linh mục, trong đó hơn 25 năm ngày khấn dòng, và đặc biệt cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 55 của ngài. Và theo như chúng tôi đọc tiểu sử thì năm nay cũng đúng là 10 năm ngài đã được Đức Tổng Giám mục Patrick Forrest mời đến để làm cha quản nhiệm của cộng đoàn công giáo Việt Nam tại San Antonio. Cũng như trong bài giảng của cha Nguyễn Khắc Hy trong ngày hôm nay, ngài đã nhắc lại cái ý tưởng Alter Christus để nói về cái căn bản tính của người linh mục là một Chúa Giêsu thứ hai. Kính thưa quý vị, đó là một vai trò rất là cao quý mà hôm nay chúng ta tụ họp ngày hôm nay để nói lên tâm tình tri ân của chúng ta với cha quản nhiệm Francis Phạm Hậu, và cũng một cách gián tiếp nói lên tâm tình của chúng ta đối với tất cả quý vị tu sĩ hiện diện trong ngày hôm nay, để nói lên tâm tình hiếu thảo của tất cả chúng ta đối với các ngài. Và kính thưa quý vị, bên cạnh chương trình ăn tối, chúng tôi sẽ có mời một số các bạn hữu, những người là cộng sự viên của cha để lên đây chia sẻ một phần những hoạt động của quý vị đó với cha. Và trong khi xen kẽ với những phần chia sẻ, chúng tôi sẽ có một phần văn nghệ nhẹ để làm cho chương trình thêm sinh động. Và đặc biệt, kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh Nguyễn Đức, là Chủ tịch Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại San Antonio, có đôi lời để chào mừng quý vị. Xin mời Nguyễn Đức. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý vị quan khách xa gần, con xin được đại diện cho Cộng đoàn Công giáo Giáo sĩ Phát Thánh Từ Đạo Việt Nam tại San Antonio hân hoan chào đón toàn thể quý vị đã đến đây với chúng con để mừng kỷ niệm 25 năm ngày khấn dòng, 20 năm thụ phong linh mục, và cũng là để mừng sinh nhật thứ 55 của cha quản nhiệm của giáo sứ của chúng con là cha Francisco và Quan Hậu. Chúng con xin chân thành cảm ơn sự hiện diện và lòng ưu ái của tất cả quý vị đã dành cho cha quản nhiệm và dành cho giáo sứ của chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn một ân xuống trên toàn thể quý vị. Con xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị quan khách được bữa tiệc thật là vui. Con xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, đến chung vui với cha quản nhiệm Phạm Hậu ngày hôm nay, bên cạnh có sự hiện diện của hầu hết tất cả các giáo dân trong nhà thờ của chúng ta, chúng tôi được biết có những vị, rất nhiều vị khách quý, và chúng tôi xin được phép giới thiệu những vị khách danh dự này. Và trong khi chúng tôi giới thiệu, xin quý vị cũng đừng vỗ tay cho đến khi chúng tôi giới thiệu xong để chương trình đi nhanh hơn một chút. Kính thưa quý vị, the first guest of honoring today event is Father Francis Matthews, who is the pastor of this very St. Pierre's Parish. And I know that Father Francis Matthews is going to be late, but I would like to introduce him. The second father is the Father James Schulenberg from San Antonio Archdiocese. Và kính thưa quý vị, có những vị cha khác có hiện diện trong ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu là cha Văn Quang, cha Nguyễn Khắc Hy thuộc dòng Xuân Bích, cha Bùi Thành thuộc dòng Carmelite, cha Nguyễn Tú thuộc địa phận San Antonio, cha Phạm Toàn thuộc địa phận San Bernardino, California. Về phía gia đình của cha Hậu, chúng tôi được biết là bà cố thì hiện nay sức khỏe rất là yếu, thành ra mặc dù muốn đến đây
để chung vui với người con yêu quý của Ngài, nhưng bà không đi được. Ông Tố thì chúng ta đã biết là đã mất khá lâu, nhưng chúng tôi được biết có hầu hết tất cả các anh chị của cha ở ngày hôm nay. Chúng tôi được giới thiệu là anh chị Trần Đức Hương, anh chị Phạm Hưng, anh chị Phạm Hoàng, anh chị Phạm Hải, anh chị Phạm Hùng, và kính thưa quý vị, còn hai anh chị nữa là anh Phạm Hiền và anh chị Phạm Huy, hiện nay sinh sống tại tiểu bang California, vì đường xa nên không thể đến đây được. Về phía các sơ, chúng tôi được biết là có sơ Hạnh và sơ Quý, và chúng tôi rất xin lỗi là chúng tôi không biết được tên họ. Về phía thầy, các thầy trục sinh, chúng ta biết là trong lễ có thầy Phó Tế Nguyễn Huy, thầy Kim Kiều, thầy Vũ Kiều, thầy Phạm Hùng, thầy Võ Công, thầy Phan Đạt, thầy Nguyễn Long. Chúng tôi cũng rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị sự có mặt của ca sĩ Ngọc Huệ, và đặc biệt đại diện cho nhóm tình thương mà cha họ đã hoạt động rất nhiều năm qua đến từ Houston là anh chị Vũ Mai Sơn và anh chị Hồng Hải. Và chúng tôi cũng xin đón chào tất cả những quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay mà chúng tôi không biết được quý danh để giới thiệu. Xin kính chào quý vị và xin tất cả chúng ta vỗ tay một thật lớn để chào mừng các quan khách đến với chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, các linh mục được Thiên Chúa Hiển Thánh để tham dự đặc biệt và chức linh mục của Chúa Kitô với nhiệm vụ cử hành Hiển Thánh. Linh mục hành động như những thượng tác viên của Chúa Giêsu thi hành chức vụ để hữu ích cho chúng ta. Kính thưa quý vị, trong 10 năm qua, cha Francis Phạm Hậu với tư cách là người đạo diễn cao nhất của địa phận San Antonio đã thi hành trọn vẹn thiên chức mục tử với chúng ta. Ngài còn sống với những thăng trầm, những vui buồn của cộng đoàn, và Ngài đã trăn trở hy sinh một phần đời có lẽ là rất đẹp của một con người cho chúng ta. Vì vậy, ngày hôm nay, chúng ta tụ họp ngày hôm nay để nói lên sự biết ơn của chúng ta với Ngài. Chúng tôi xin được phép mời cha Francis Hậu có đôi lời mở đầu buổi tiệc vui ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời cha. Thưa tất cả quý bà chị em, đặc biệt các cha, quý cha, quý sơ, quý thầy, gia đình từ xa đến, và tất cả quý bà chị em, thật là sự cảm động và rất là xúc động khi thấy được sự yêu mến của ông bà chị em dành cho tôi trong suốt 10 năm làm việc ở công đoàn ở đây. Và nhìn lại cái hành trình 20 năm làm linh mục, tôi như cha Hy nói là cảm ơn Chúa với những hồng ân, và đồng thời cũng là cái dịp cho mình nhìn lại để mình cố gắng được tiến xa hơn, để mà sống tốt lành hơn. Thì xin bà chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi trong những ngày tháng kế tiếp để tôi tiếp tục là một người mục tử để chăm sóc toàn chi của Chúa và Chúa trao phó cho tôi. Và xin quý bà chị em cũng cầu nguyện cho tất cả các cha, các thầy, các sơ hiện diện ở đây, những người đang theo đuổi ơn gọi đặng hiến, xin bà chị em cũng cầu nguyện cho tất cả, để tất cả mỗi người chúng ta mỗi ngày là một hồng ân, mỗi ngày là chúng ta xác tín hơn ơn gọi của chúng ta để chúng ta sống đẹp lòng Chúa. And thank you for all of you who have been here for me tonight, and enjoy the meal. I know that we are all hungry, and now we can start now. Thank you very much. Kính thưa quý vị, để bắt đầu tiệc vui, chúng tôi xin được mời cha Schulenberg dâng lời cảm tạ và ban phép lành thức ăn mà chúng ta sắp được lãnh nhận. Ladies and gentlemen, today is a very special day. We gather here today to celebrate Father Francis' priesthood and birthday. Before we kick off our celebration and receive the delicious dinner, it is an honor for us to invite Father Schulenberg to give us a Thanksgiving prayer. Thank you, Father. It's a very, very special honor to be with all of you today and to be with Francis. On behalf of the Archdiocese of San Antonio, let me just say on a personal note,
many, many thanks to you for your contributions that you make to the Archdiocese of San Antonio, and that you make to not only to the Universal Church, but that you also make to our nation. We as people are all better because of your contributions and because of your culture. And so, Francis, we thank you for your dedication, for your spirit, and for your love of your Vietnamese culture. And so for this, we give thanks to God. Let the church say amen. Amen. Let us pray. Lord God, we give you thanks for this wonderful event. Family, friends, faith and culture, and service and dedication. We pray your blessings to come upon all of us. Those who have traveled locally, those from Houston, California, and other parts. We pray that as we bless this food this evening, that this will be a continued night of fellowship and joy. May God's blessings come upon us, this food, and this fellowship. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Here on the west side of San Antonio, where I used to work, we have a little dicho, or a saying, and it is la ataque, which means now we can attack the food. Kính thưa quý vị, cha Phạm Hậu sinh ngày 18 tháng 10 năm 1958 tại gia đình là ngoại ô của thành phố Sài Gòn, là con út trong một gia đình rất đông anh chị em. Cha có một người chị và 6 người anh trai. Cha Hậu sinh trưởng và lớn lên tại Việt Nam đến sau ngày mất nước. Như trong bài giảng của cha Hy đã nói một vài đoạn về tiểu sử của cha, năm 79 cha đã vượt biên lần đầu và bị bắt, và bị bắt phải đi lao động tại Cà Mau đến 6 tháng. Sau đó cha cố gắng vượt biên lần thứ hai là năm 1980, thì rất may mắn cho cha lần này cha được tàu Mỹ vớt và được đưa vào trại tị nạn Tân Gia Ba, và đó cha ở trại tị nạn 3 tháng và được đi định cư tại thành phố Chicago. Năm 1981 cha dọn về Houston và theo học tại Đại học Texas A&M. Năm 95 cha gia nhập dòng Chúa Cứu Thế tại San Antonio và lấy cử nhân chiếc tại Đại học St. Mary tại đây vào năm 1987. Sau đó ngài đã đi nhà tập một năm, và năm 1988 cha khấn lần đầu tiên tại St. Louis, Missouri. Sau đó ngài trở về San Antonio học thêm 4 năm thần học tại trường Oakland và được thụ phong linh mục ngày 4 tháng 9 năm 1993 bởi Đức Giám Mục Fiorenza tại Houston. Sau khi thụ phong, cha được cử làm cha phó cho một giáo xứ Mỹ tên là St. Mark Evangelist, và sau đó 2 năm làm việc tại đó, ngài được gửi đến làm cha quản nhiệm của một cộng đoàn Việt Nam và là đồng thời là một cha phó cho giáo xứ St. Justin Martyr. Sau 5 năm làm việc tại Houston, năm 1998, vì nhu cầu của nhà dòng, cha đã được cha bề trên mời về San Antonio để làm giám đốc ơn gọi và đào tạo các thầy chủng sinh của dòng Chúa Cứu Thế tại San Antonio. Đến năm 1203, Đức Tổng Giám mục Patrick Forrest đã xin nhà dòng cho cha được giúp cộng đồng Việt Nam sau khi cha được về hưu, và cha làm việc với cộng đồng cho đến ngày hôm nay. Như vậy, tính đến năm 1213, cha Phạm Hậu đã khấn dòng được 25 năm, thụ phong linh mục được 20 năm. Đồng thời, cha đã làm cha quản nhiệm của cộng đoàn của chúng ta được 10 năm. Đối với một con người trần thế, năm nay cha Hậu được 55 cái xuất danh. Xin chúc mừng cha và cảm tạ những ân tình cha đã dành cho chúng con tại thành phố này. Và kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình văn nghệ, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị một vũ khúc. Ồ, chị Mali đưa cái tay ra hiệu cho tôi là xin dừng lại một chút xíu. Kính thưa quý vị, ca đoàn Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại Cộng đoàn Công giáo tại San Antonio, chúng tôi không được biết là lập bao nhiêu năm nay, nhưng mà các em đã hoạt động rất là tốt đẹp và đã từng giúp cộng đồng của chúng tôi rất là nhiều. Chẳng hạn như là cộng đồng của chúng ta có một đoàn thể trẻ và có đồ
rất là quan tâm đến cộng đồng và đặc biệt đến với cộng đoàn Công giáo của chúng ta. Okay, hand it up. Everybody remember that one? One, high, back.
là cần nào cần cha cả ta. Cảm ơn cha.